Tập 20. Bây giờ trong tay tôi vẫn còn hai lô vũ khí. Tôi có thể tặng cho các anh một lô. Kim Vũ Hiên tôi tri ân đồ báo, chủ yếu là không muốn nợ anh. Anh lấy vũ khí rồi chúng ta hết nợ. Xem ra đây là một sự bất ngờ lớn. Thế thì tôi phải cảm ơn anh trước. Sau khi anh về cục công an, tôi sẽ gọi điện cho anh biết tọa độ vũ khí. Nhanh. Đại ca, đằng kia có nhiều cảnh sát đến lắm. Trình Tường, lôi thôi nửa ngày, anh vẫn không phải đến một mình. Tôi đánh giá cao anh quá rồi, họ không phải là do tôi gọi tới, không phải là anh gọi tới à. Anh được đấy. Mở miệng ra là nhân nghĩa đạo đức, dùng con gái tôi làm lá chắn rồi giờ âm mưu ở phía sau. Tôi bảo rồi, họ không phải là tôi gọi tới, anh là cảnh sát. Anh không hạ lệnh thì họ dám xuất binh à? Anh lừa ai? Tôi cho anh biết, hôm nay tôi nể mặt con gái có thể tha cho anh. Nhưng đám binh dưới tay của anh, hôm nay tôi quyết không tha cho chúng. Cho nổ đi, bấm đi, khoan. Kim Vũ Hiên, tôi nghĩ anh sẽ không giết cả đống cảnh sát trước mặt con gái anh đâu nhỉ? Hẹn ngày tái ngộ. Rút, nhanh lên. Cục trưởng, anh không sao chứ? Kim Vũ Hiên đâu? Giới nghiêm. Ai bảo các anh đến đây? Không phải. Chủ yếu là chúng tôi đến đây, anh một mình ở đây nguy hiểm quá. Chúng tôi lo cho sự an toàn của anh. Điều tôi lo không phải là sự an toàn của mình, mà là sự an toàn của các anh kìa. Lúc này Tống Hồng Lăng, Dương Cảnh Tu đều tin chắc là Trình Tường đã gặp Kim Vũ Hiên. Kim Linh đã được giao đến tay Kim Vũ Hiên, còn Trình Tường đã lấy được tọa độ vũ khí. Cả hai người đều đang suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào. Cục trưởng, tôi xin kiểm điểm. Anh ngậm miệng lại cho tôi. Trước đó tôi đã nói với các anh như thế nào rồi, tại sao vẫn cứ không nghe? Thank you.
Thế này đi, các anh ngồi xuống. Lão Triệu, tôi xin kiểm điểm sâu sắc trước đại hội cục. Là thế này, tôi hỏi anh, thành phố Cáp Nhĩ Tân có bao nhiêu người? Trước đó từng thống kê có tổng cộng là 70 vạn người. Có chuẩn xác không? Cộng thêm số người vãng lai có thể nào cũng phải là 75 vạn. Cục trưởng, bây giờ tên họ Kim đó vẫn theo đứa bé, không tiện ẩn đấu, chúng ta nhân cơ hội môi hắn ra. Bây giờ chắc chắn là cậu không tìm được hắn. Không biết chừng hắn lại nóng lòng bán vũ khí cho quốc dân đảng, chúng ta lại càng gây go. Cục trưởng, có phải là anh định mò ra lai lịch của tất cả mọi người trong Cáp Nhĩ Tân này không? Cáp Nhĩ Tân có hơn 70 vạn người, dù anh có tìm từng nhà một cũng phải mất dăm 3 năm, có kịp không? Vụ này mà để đội điều tra đi làm, thứ nhất là quá lộ liễu, thứ hai tôi nghĩ họ cũng không đủ nhân lực. Thật ra ngoài việc bắt Kim Vũ Hiên, chúng ta cũng nên tiến hành tìm hiểu toàn diện về người dân Cáp Nhĩ Tân. Cả thành phố bao nhiêu người, tìm bằng cách nào cũng phải nghĩ cách chứ. Ngày trước tôi từng đọc ở trong sách, Liên Xô từng tiến hành chế độ hộ tịch toàn quốc, trên cơ bản ai ai cũng đăng ký. Thật ra không chỉ là Liên Xô, chúng ta xưa nay cũng có, chỉ là mấy chục năm nay chiến tranh liên miên nên chế độ hộ tịch bị bỏ bê. Tôi hiểu rồi, muốn lập danh sách từng nhà một. Được rồi, mà cả mấy đặc vụ của quốc dân đảng cũng có thể dò ra luôn. Phó cục trưởng Triệu, dò ra cái gì? Thế thì phải điều tra đến năm nào tháng nào. Lúc điều tra ra được, người ta cũng chạy đâu rồi. Kim Vũ Hiên chưa lấy được tiền, hắn sẽ không đi khỏi Cáp Nhĩ Tân đâu. Tôi sẽ lo chuyện này. Chúng ta cứ quyết định vậy đi. Được rồi, chúng ta điều từ nhân lực từ các phòng ban thành lập ban hộ tịch. Nhiệm vụ chính của ban hộ tịch có mấy điểm này. Điểm thứ nhất là tuyên truyền với nhân dân Cáp Nhĩ Tân, đăng ký hộ tịch là nghĩa vụ chủ yếu của họ. Điểm thứ hai, tôi nghĩ ban hộ tịch còn nên điều tra thật kỹ số người và giới tính liên quan của từng gia đình và tìm hiểu họ từ đâu tới, đăng ký hộ tịch để cho chính phủ nắm được tình hình sau này còn có bố trí sản xuất trong xã hội, trợ cấp xã hội gì đó, tốt cho ông đấy. Chào anh. Chào anh. Nhà anh có mấy người ạ? 6 người. Làm ơn cho tôi biết ngày tháng năm sinh của anh. Chế độ hộ tịch đã được khởi đầu ở Cáp Nhĩ Tân như vậy, sau đó trở thành chế độ thống nhất của các giải phóng khu khắp cả nước, trải qua vài lần thay đổi vẫn duy trì đến ngày hôm nay. Với một quốc gia đông dân, bất luận là lúc đó hay là hiện tại, chế độ hộ tịch từ góc độ khách quan giúp cho việc quản lý xã hội được đảm bảo và tiện lợi hơn. Trình Tường, việc điều tra hộ tịch lần này cậu đã làm được một việc lớn đấy. Phải rồi, có cái này, việc quản lý Cáp Nhĩ Tân của chúng ta sẽ càng hiệu quả hơn. Sao hả? Gặp phải khó khăn gì à? Tôi hả? Không có. Nhưng vụ điều tra hộ tịch lần này không có được chút manh mối nào hết. Cậu đang nói Kim Vũ Hiên à? Đúng vậy. Cả lũ đặc vụ đó không mua được tên nào hết, trốn cũng kỹ thật. Trốn có kỹ mấy cũng phải trở ra hít thở chứ. Cậu phải kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn. Nhưng tôi cứ nghĩ đến các chiến sĩ hy sinh trên tiền tuyến là lại nóng. Tôi nghĩ cậu từ lúc ở núi Nhị Long về chắc cũng chưa nghỉ ngơi mấy. Phải chú ý sức khỏe của mình. Bí thư, tôi không sao, vẫn khỏe lắm. Quân cộng rất có thể đã lấy được tọa độ vũ khí. Chúng ta không có nhiều cơ hội, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng thì chúng ta không được từ bỏ. Quân cộng chắc chắn sẽ nhanh chóng tiến hành vận chuyển vũ khí, phải giám sát nhất cử nhất động của chúng, mau chóng tìm ra địa điểm cất giấu vũ khí của quân cộng, hoặc kế hoạch mục tiêu hay tuyến đường vận chuyển vũ khí, không được bỏ qua bất cứ manh mối nào. Đến thời khắc cuối cùng, thà liều mạng với chúng cũng không được để cho chúng thành công, dù có hy sinh hết cả tổ Tân Giang này.
Các vị yên tâm, nếu đến thời khắc cuối cùng, Tống Hồng Lăng tôi nhất định sẽ là người trước tiên xông lên liều mạng. Ba người một tổ tiến hành giám sát, cục công an, cảnh sát tuần tra và khu vực hoạt động của Trình Tường. Nếu có phát hiện tình hình gì có thể không cần báo cáo, bất chấp tất cả ngăn chặn hành động của chúng. Trương Lập Dân sẽ phân công cụ thể, báo cho tôi lập hồ sơ. Rõ. Bắt đầu chia ra hành động đi. Tổng trưởng quan, đảng cộng sản đông người, e là dù tất cả nhân lực của chúng ta tập hợp hết thì kết quả vẫn sẽ như lần trước thôi. Yên tâm, tôi sẽ gửi điện báo về Nam Kinh xin chi viện. Chú cứ làm tốt công tác giám sát đi. Dân. Những gì em vừa bảo họ đều là thật sao? Trong quân không có chuyện nói chơi. Tuyệt mật. Tổng bộ, cục trưởng Mao đích thân nhận. Hành động tiến triển bất lợi. Cục công an cáp nghĩa tân của đảng cộng sản rất có thể đã nhận được tọa độ lô vũ khí Itakaki, để lại e là đã lấy được vũ khí. Để hoàn thành kế hoạch ban đầu, xin hãy phái quân đội vũ trang có binh lực hợp lý cấp tốc chọc thủng phòng tuyến đến băng thành chi viện để cướp số vũ khí đó. Có chuyện gì gà? Lần này có lẽ sẽ phải ra tay. Em đã chuẩn bị kỹ chưa? Em cũng sẵn sàng trong công việc. Anh đang chỉ nói là lúc đối mặt với Trình Tường. Anh nói đi. Sự tình đã phát triển đến nước này rồi, sắp cháy nhà ra mặt chuột. Anh chỉ sợ, chỉ sợ em không muốn trở mặt với hắn. Em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý như thế nào? Ngay cả cô cũng biết câu trả lời này quá đỗi mơ hồ. Nhưng sự thật chính là cô thật sự không biết đến lúc phải ngửa lá bài lên với Trình Tường sẽ phải thế nào. Cô nghĩ chỉ có rời khỏi cáp nghĩa tân, cô mới mong được giải thoát. Cái này ghê quá. Vẫn ghê. Thế này được không? Chọn một cái cho bố, cho hỏi nhà mà có mấy người. Nhà chúng tôi có 6 người. Đăng ký ạ. Đều là người bản địa ạ. Đúng. Kim Linh à, vào phòng trong đi. Bố bảo này, lát nữa ở bên ngoài có động tĩnh gì, con cũng không được lên tiếng, có biết chưa? Có ai không? Đi đi. Ai đấy? Đại gia, tôi là người của cục công an, cho tôi đăng ký. Có chuyện gì thế? Đảng Cộng sản bắt đầu lùng soát rồi. Xin chào, tôi là người của cục công an, cho tôi hỏi nhà ông có mấy người? Ai? Tôi, chủ nhà đây.
Cận tiên sinh à, chuyện gì thế? Hồng Gia, dưới nhà có người của cục công an đến điều tra hộ khẩu, ông xem tôi nên trả lời thế nào? Cậu tiên sinh, ông cứ nói, ở trên nhà đều là họ hàng của ông. Như vậy e là không được. Họ hỏi đến cả ba đời tổ tông rồi, nói là họ hàng e là không qua mắt được. Chơi tôi đấy à? Xin lỗi, người anh em này của tôi hơi nóng tính. Cận tiên sinh, ông giúp cho. Tôi tin ông có thể nói tốt. Được được, vậy để tôi xuống thử xem. Bịa ra mấy câu may ra sẽ qua mắt được. Phải rồi mấy vị, hãy mau tìm nơi nào khác đi. Chỗ tôi quả thật là không giấu được bao lâu đâu. Được rồi, tôi đồng ý. Anh, cái loại này dọa tí thôi là nghe lời ngay. Những việc có thể giải quyết bằng tiền mà cứ phải khua gậy múa súng, nhớ bị người dưới nhà phát hiện thì sao? Đúng đúng, đằng nào thì vụ này cũng có liên quan đến hắn. Bây giờ an toàn rồi, sau này chúng ta cứ ở đây. Không an toàn. Một kẻ có thể nói dối vì tiền không tin được. Chúng ta phải dọn khỏi đây ngay. Dân, vậy thì cứ thế đi. Tôi đi ra ngoài lượn xem, xem có chỗ nào cho thuê nhà không. Bây giờ đảng Cộng sản làm dữ như thế này, người ta sẽ cho người lạ thuê đâu? Trình Tường kiên quyết ép tôi phải lộ diện rồi. Tôi có một bà cô, bà ấy có một khu nhà. Bà cô này của tôi đầu óc lơ mơ lắm. Bà ấy không hiểu về những việc chúng ta làm đâu, hay là chúng ta đến đó ở. Được, vậy chiều nay tôi sẽ liên lạc. Không kịp rồi. Đợi người bên dưới giải tán, chúng ta lập tức chuyển. Được, đi thu dọn đi. Mấy ngày nay bọn họ đang bận kiểm tra nhân khẩu. Vừa rồi tin báo của mấy nhóm ở bên ngoài về cũng là như vậy. Hình như là vẫn chưa có ý định vận chuyển hỏa quân. Không thể thế được. Tiền tuyến họ căng thẳng như thế, sao vẫn còn nhàn rỗi ngồi làm mấy cái chuyện này? Có chút kỳ lạ. Xin chào Tống tiểu thư. Kim Vũ Hiên, chúng ta có thể tiếp tục giao dịch rồi. Anh Kim, anh thật biết đùa. Anh đã giao dịch xong với đảng Cộng sản rồi, vẫn còn tìm tới chúng tôi. Anh muốn bán một món hàng cho hai bên sao? Tôi đã gặp cục trưởng Trình. Anh ta chỉ trả lại con gái cho tôi. Giữa chúng tôi không có giao dịch gì hết. Tôi nhớ anh và đảng Cộng sản không có giao tình sâu đậm thế. Tống tiểu thư, cô thế này là tiểu nhân đối đãi quân tử rồi. Thật sự không có giao dịch gì cả. Hàng vẫn ở chỗ tôi, các cô có cần không? Tôi tin anh. Giao dịch thế nào? Tôi cho các cô 5 ngày chuẩn bị 360 cây vàng. 5 ngày sau tôi sẽ thông báo thời gian và địa điểm giao dịch. Hồng Lăng, sao cô đơn thuần thế hả? Rõ ràng là đang lừa cô. Tôi tin lời hắn nói. Trình Tường sẽ làm việc như thế. Con tin quan trọng như thế, sao lại có thể trả lại dễ dàng vậy? Trừ phi hắn là đồ ngốc. Anh không hiểu anh ta. Có lúc anh ta chính là một kẻ ngốc. Tôi không tin. Đừng nói chuyện này nữa. Tôi chắc chuyện này. Trình Tường không dùng đứa bé để đổi lấy tin tình báo. Tin tình báo vẫn ở chỗ Kim Vũ Hiên. Chúng ta nên nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Được, được. Tôi không tin bọn họ. Nhưng tôi tin cô.
Nếu thật sự như lời cô nói thì chắc chắn là chuyện tốt. Dù sao cũng tốt hơn việc chúng ta đi cướp. Có điều 360 cây vàng này là chuyện phiền đây. Chú, chú làm gì thế? Đến về nhà làm ruộng, làm nông à? Cháu không nghe nhầm chứ? Chú à, đi theo thổ lạp khắc cả đời, khổ lắm đấy. Khổ còn hơn là nơm nớp lo sợ. Chú, ở đây tốt xấu gì chú cũng là đại vương đứng đầu. Ở nơi đây, ai cũng phải nể mặt chú. Sao chú lại phải khổ sở quay về làm nông dân để làm gì? Ở đây, chú là thế này. Quay về là thế này này. Đại dương hả? Trước mặt gọi ta là Triệu lão đại, nhưng mà sao ta gọi là thổ phỉ? Sĩ diện này cũng thôi đi. Nhã lộ à, ta thấy cháu cũng theo chú về đi, chú sẽ sắp xếp chuyện hôn sự cho, sớm sinh đứa con, rồi yên ổn sống một cuộc đời đi. Tốt biết mấy, tốt gì mà tốt. Lúc đầu cháu nhất quyết chạy đi thì không thể quay về với những ngày tháng khổ sở nữa. Rồi, cháu thích ở đâu thì ở. Chán rồi thì nhớ về thăm chú. Chú làm đồ ăn cho ăn. Chú à, chú thực sự đi sao? Còn làm gì nữa? Chú đi thì cháu ở đâu? Cháu bị cục công an chỉ bảo lâu như thế, khó khăn lắm thì mới được thả ra. Cháu thực sự không có nơi nào để đi cả. Đừng nói là chú cháu bạc. Sơn trại này tặng cháu đấy. Chú à, chú. Làm gì thế? Anh tới xem đi. Anh thấy mấy món đồ này có thể đổi được bao nhiêu vàng? Cô lấy hết đồ trang sức hồi môn mà cô dì chuẩn bị cho ra đổi hết sao? Cái này không đáng tiền. Chỉ bằng lấy 10 xe gạo, 5 xe đường trắng. Cái đó đáng tiền đấy. Đại tiểu thư có điện thoại tìm cô. Liệu có phải Kim Vũ Hiên muốn giao dịch sớm hơn không? Đi xem xem. Được. Tôi biết rồi. Tôi qua ngay. Hồng Lăng, muộn như thế này rồi còn đi đâu thế? Bà, hiệu trưởng Tần bị bệnh nặng, đang ở bệnh viện của chúng ta, con phải đi thăm. Không thể để sáng mai đi sao? Anh đưa em đi. Anh ở nhà với ba đi. Không cần. Muộn rồi không an toàn đâu. Cảnh Tu, con đi cùng với nó đi. Bác sĩ Tống, anh Dương, bệnh tình của hiệu trưởng Tần thế nào rồi ạ? Cơ bản đã xác định chính xác là do bệnh lý về phần gan. Có thể thời gian không còn nhiều nữa. Tôi biết rồi. Tôi vào trong thăm ông ấy. Cục trưởng Trình đã ở bên trong rồi. Vậy tôi không vào nữa. Hồng Lăng, hiệu trưởng, Hồng Lăng tới thăm thầy. Hiệu trưởng, em vừa biết tin thầy nhập viện. Thật có lòng. Hiệu trưởng, đừng xúc động. Muốn nói cứ từ từ nói thôi. Hồng Lăng, tôi ra ngoài trước. Đừng làm thầy kích động. Yang
Cục trưởng Trình, anh cũng đến à? Thầy dạy học ở cấp Nhĩ Tân hơn 50 năm. Từ trường tư thục Mãn Thanh cho đến trung học dân quốc, mọi sự rối ren, thế sự đổi thay. Người Nhật, người Nga, Đảng Quốc Dân, Đảng Cộng sản đến rồi, đi rồi, đi rồi lại đến. Người chịu khổ đều là nhân dân. Hiệu trưởng, thời gian của thầy không còn nhiều. Hôm nay em đến, thầy có lời phải nói với em. Thầy nói đi. Tống gia nhà em ở Cáp Nhĩ Tân này có ảnh hưởng rất lớn. Việc làm của nhà em có thể làm ảnh hưởng đến lòng của mọi người. Bố em là chính nhân quân tử, nhưng dù sao ông ấy cũng là thương nhân. Sẽ có một ngày Tống gia sẽ giao lại cho em. Em phải hơn ông ấy mới được. Cho dù thời cuộc có thay đổi thế nào, cho dù tương lai là do đảng nào làm chính phủ, hãy nhớ, chỉ cần là chuyện tốt cho dân thì cứ thế mà làm, chớ bỏ qua việc nhỏ, chớ làm việc xấu. Hồng Lăng, lần trước gặp em, thầy có thể cảm nhận được trong lòng em có rất nhiều vướng mắc. Thầy không biết đó là gì. Thầy chỉ biết có chuyện em không thấy rõ được. Thấy rõ rồi thì lại không hiểu rõ. Không sao cả, em là một đứa tốt, em sẽ hiểu rõ thôi. Nhớ câu nói của thầy, cứ đi về phía trước, đừng sợ hãi. Lão gia, hay ông hãy nghỉ ngơi sớm đi. Đợi thêm đi. Ông nghỉ trước đi. Alo. Hey. Alo. Tôi là Tống Bắc Dương. Tống tiên sinh, xin chào. Không biết giờ ông có rảnh không? Tôi muốn gặp ông. Cô là ai? Tôi là ai không quan trọng. Dớ dẫn, tại sao tôi phải gặp cô? Bởi vì tôi biết con rể của ông Dương Cảnh Tu có thân phận thật sự là gì. Sau này những chuyện vô vị như thế này thì gọi ít thôi. Mấy cái chuyện thiêu dệt đấy tôi thấy nhiều rồi. Tống tiên sinh, nếu ông không chịu gặp tôi, vậy tôi chỉ có thể đi tìm cục công an. Một tiếng sau, tại quán cà phê Kathusa, mang theo hai cây vàng,
Lão gia, ông ra ngoài sao? Con bạn cũ bệnh nặng, tôi đi thăm. Để tôi gọi xe. Không cần, tôi gọi xe rồi. Sao lại không vào? Tôi sợ trong đấy nhiều người sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của hiệu trưởng Tần. Cục trưởng Trình trong lúc bận rộn vẫn có thể dành chút thời gian tới thăm một người già yếu thế, thật là đáng khâm phục. Thầy Tần là người đức cao vọng trọng ở Cáp Nhĩ Tân, đây là điều nên làm mà. Thì ra người đảng Cộng sản các anh cũng biết mấy cái điều luân lý này sao? Người đảng Cộng sản các anh, nghe cái câu này hình như anh Dương là người đảng quốc dân. Đùa với anh thôi. Anh ấy không hiểu đảng Cộng sản lắm, cũng trách chúng tôi mỗi khi tuyên truyền vẫn chưa đủ. Đúng rồi, tôi nghe nói gần đây cục công an đang làm điều tra hộ tịch gì đó. Đúng thế, tin tức nhanh thật. Tôi tò mò rằng, tôi đang nghĩ viên chức của cục công an nên làm những việc duy trì trị an xã hội, sao lại bận rộn làm mấy việc đó để làm gì? Mấy chuyện đó cũng nhỏ nhặt thôi mà. Anh Dương à, chuyện này không phải là chuyện giặt giảnh gì đâu. Muốn trị nước lâu dài, an cư lạc nghiệp, những chuyện to nhỏ này cục công an đều phải quản lý. Nói thì rất hay, rơm càng cao cháy càng to. Xem ra anh Trình đối với việc đảng Cộng sản chiếm cứ Cáp Nhĩ Tân dài lâu rất có nhiều tự tin trong đó. Đúng vậy. Bệnh tình thế nào rồi? Không còn cách khác sao? Vậy hai người về trước đi. Tôi ở lại với ông ấy. Tiểu thư, cô muốn nói gì với tôi? Tống tiên sinh, ông là người làm kinh doanh, không thấy tiền sao tôi nói được? Tiền cô muốn, Tống mổ tôi đây có thể trả được. Nếu cô không tin, chúng ta không cần nói nữa đâu. Tống tiên sinh, ông đã hiểu lầm rồi. Ông là người nổi tiếng ở Cáp Nhĩ Tân, là nhân vật có tiếng trong giới thương nhân. Mỗi bước chân ông đi, thành phố Cáp Nhĩ Tân cũng phải chấn động. Sao tôi lại không dám tin ông chứ? Mời ngồi. Tống tiên sinh, con rể Dương Cảnh Tu của ông, là đặc vụ đảng quốc dân. Hôm anh ta lên núi Nhị Long, tôi cũng ở đó. Núi Nhị Long. Tống tiên sinh, chuyện này ông là người tôi nói cho nghe trước đây. Ông đừng thế. Tôi không nói với ai cả. Tôi là một người phụ nữ yếu ớt. Ông không đùa tôi chứ? Ông đừng. Cho tôi cả sao? Tống tiên sinh, ông thật rộng lượng. Cô gái, giá gấp đôi. Tôi cho cô. Tôi hy vọng cô có thể. Tôi hiểu. Chuyện này tôi sẽ không nói cho ai. Nếu tôi nói, tôi sẽ bị sét đánh chết. Tống tiên sinh, cô gái, vừa rồi đã nói cô là người làm ăn. Người làm ăn là người giữ chữ tín nhất. Tôi mong cô nói được làm được.
Tống tiên sinh ông về nhé. Sau này có cơ hội thì hãy hợp tác nhé. Lời nói của hiệu trưởng Tần với Tống Hồng Lăng khiến cho cô ấy cảm thấy không yên. Đó là ánh sáng nơi xa xăm, cô ấy không thấy rõ, cũng không đủ sức lực đi về phía đó. Cảm giác cô ấy không biết phải giải thích với Dương Cảnh Tu thế nào. Có lẽ cho dù giải thích, Dương Cảnh Tu cũng không hiểu. Ba, ba chưa nghỉ sao? Về rồi hả? Hiệu trưởng Tần thế nào rồi? Không tốt lắm. Hồng Lăng, vào thư phòng một lát. Mau thu dọn đồ, 8 giờ sáng mai hãy lên tàu hỏa rời khỏi Cáp Nhĩ Tân. Ba, không phải là chúng ta đã nói rõ rồi sao? Hoàn thành nhiệm vụ con sẽ đi ngay, không thể đợi đến lúc đấy được đâu, phải đi mau. Vì sao? Có người biết thân phận thật sự của Cảnh Tu rồi. Ai? Không cần hỏi là ai đâu. Hồng Lăng, ta không biết làm to chuyện này lên. Ba, ba đã biết thủ đoạn của quân quốc dân rồi. Vậy chắc chắn là ba biết nếu bỏ nhiệm vụ sẽ phải nhận trừng phạt. Ba cho con 3 ngày đi. 3 ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ con nhất định sẽ đi. Được, 3 ngày.
就在某一天，你忽然出现，你清澈又神秘，在贝加尔湖畔。像贝加尔。